chiến tranh không nhiều, nhưng những gì còn đọng lại đến ngày hôm nay lại là những kỷ niệm không thể phai mờ. Tôi là một người lính bình thường, đã cùng biết bao đồng đội của mình vượt Trường Sơn ngày ấy. Hơn một tháng trên đường hành quân, tôi đột ngột lên cơn sốt rét phải nằm lại trạm Giao Liên. Cả đơn vị vẫn tiếp tục hành quân. Và thế là mọi chuyện bắt đầu từ đây. Mình ngủ được bao lâu rồi? Chừng 2 tiếng rồi anh. Chết thật. Thế thì trời tối rồi còn gì. Nhưng mà anh thấy trong người khỏe chưa? Mình đỡ nhiều rồi. Vậy mình đi nghe anh. Này Nam. Dạ. Gần đây có con suối nào không nhỉ? Anh vừa mới sốt sẽ lại tắm. Mình tắm một cái là khỏe ngay mà. Thôi cũng được. Anh thích thì em chiều. Gần đây có con suối, anh cứ xuống tắm đi. Chưa tới 5 giờ mà. Cậu có vẻ thông thạo quá nhỉ. 2 năm Trường Sơn rồi còn gì anh. Anh xuống tắm đi. Nhanh lên nghe. 5 phút thôi à. Hai thằng tắm trong đi. Anh tắm trước đi. Về tới trạm em mới tắm. Em còn phải viết cho xong cái thư này đã. Cho người yêu à? Let's go. This way only. Don't eat that. Anything in this country can kill you. You better be careful.
Hey Taylor, don't need smoke. Put it up. Put it up. Pick it up. Put it in your pocket. Come here. Anh Cương. Let's go. Yeah, chance not. It's nothing, Vale. Let's go. Let's go. Taylor, what the hell are you shooting at? Let's get out of here. Ta đi Trường Sơn lòng gió, trời vẫn chẳng sao nhưng tim
ta dựng lửa đi cài tung cánh đại bàng ta cùng ngạc cùng đại phong miền Nam đại phong miền Nam lên đâu hát tiếp đi em ơi đi nữa đêm nay ta đi Trường Sơn lòng gió trời vẫn trăng sao quan bằng các thủ đấy chúng tôi đã về thế nào thế nào có thấy gì không có thấy gì không
Anh đi, không biết có ai nhớ không? Ai mà thèm nhớ. Em yêu anh chứ? Em sẽ đợi anh về chứ? Thắng giặc Mỹ chưa về quê hương. Đối với tôi, chiếc khăn oanh tặng không chỉ là một kỷ niệm riêng mà là lời nhắn nhủ của cả xóm làng. Vậy mà ý nghĩ đó làm tôi muốn trào nước mắt.
Chị ơi, tôi là bộ đội giải phóng đây. Các đồng chí ơi, khi tâm sự cùng ta bạn hỏi, tiếng nào trong muôn ngàn tiếng nói, như nỗi niềm nhức nhói tim gan, trong lòng ta tiếng ấy miền nam. Em tặng anh cái này.
Cái gì thế? Làm như đi du lịch không bằng. Thì có nhà thơ đã viết, đường ra trận mùa này đẹp lắm là gì? Quyển gì đấy em? Tập thơ ra trận của Tố Hữu, anh mang theo mà đọc. À, anh thuộc hết rồi, chẳng sót bài nào đâu. Phi ạ, ông là chúa bốc. Thật đấy. Thế trong tập thơ này, anh thích bài nào nhất? Khi âu yếm cùng anh em hỏi, tên nào trong muôn ngàn tên gọi, như mối tình chung thủy không tan, trong lòng anh tên ấy miền Nam. Giỏi. Gì nữa? Nếu con hỏi quê nào đẹp nhất, bóng dừa xanh quanh sóng biển Lam, ống xanh lúa chan hòa mặt đất, xanh ngát trời quê ấy miền Nam. Bây giờ thì em chẳng còn biết sợ là gì nữa. Em chỉ thương các chị và nhớ nhà thôi. Đã lâu lắm rồi, chẳng ai qua kho mình cả. Hàng vào cũng không, mà hàng ra cũng không. Chị Hồng ơi, em vẫn già nét chữ chị, viết thư về cho thầy U chị đấy. Vẫn vui, con đặng chẳng làm gì được chúng con đâu. Thầy U ở nhà cứ yên lòng. Ngày chiến thắng, con sẽ về. Nhưng các chị thấy đấy, có ai ra đâu mà gửi. Em viết được 4 lá gì. Có mấy thứ chị gửi lại cho em cất kỹ lắm. Ngày hòa bình, nhất định em sẽ ghé về nhà chị. Chị cứ yên lòng. Mà em ăn mặc thế này, các chị đừng cười em nhé. Cái áo của chị Hồng đấy, 2 cái ống tay áo em tháo ra để làm cái ruột tượng đựng gạo rồi. Em sẽ cất chỗ gạo ấy đi thật kỹ. Kẻ đâu mới có người tới thì còn có gạo mà nấu cháo chứ. Có lần chị chẳng bảo em thế là gì,
quần mới em cũng không mặc, để giành lấy chiến thắng về làng cho nó oai chứ. Mùa hè mùa khô cũng chẳng có phát không mũi gì cắn em được. Các chị đừng mắng em nhé. Em đi đây. Em đến kho và về đến hang trời lại tối mất. Thank you.
Anh là ai? Tôi là Linh. Linh gì? Linh ta. Nói láo. Giờ tôi lên không tôi bắn. Nếu tôi nói không đúng, chắc cô cũng chẳng còn đứng đó. Tại sao đồng chí lại ở đây? Tôi bị lạc đơn vị. Mà cô bỏ súng xuống đi. Súng làm gì có đạn. Cô ngồi xuống đi. Tại sao lại phá đạn khẩu súng của tôi? Để khi tỉnh dậy, cô khỏi bắn vào tôi. Thế thôi. Còn bây giờ, súng tôi đang có đạn. Anh hát đi. Sao lại bảo tôi hát? Đã là lính Trường Sơn thì thế nào cũng phải thuộc ít nhất một bài hát. Tôi chỉ thuộc quốc ca thôi. Hồi còn là sinh viên, tôi thích nhất một bài. Bài gì? Hey.
Không tìm thấy gì cả. Ấy là em nghe kể thôi, chưa có nhìn thấy đâu. Xin lỗi. Lúc này Linh đừng giận tôi. Năm ngày sau, tôi bình phục hoàn toàn. Ở một mình thế này, có sợ không? Trước đây, bọn em có ba người cơ. Hai chị lớn tuổi hơn, em nhỏ nhất, nên được các chị chiều lắm. Tôi biết. Thế bọn thám báo có đến vùng này không? 3 năm ở vùng này, chả thấy thám báo nào cả. Nếu bọn thám báo đến thì sao? Thì đánh. Bây giờ em chả sợ gì cả, chỉ sợ rắn thôi. Sao hôm gặp tôi lại ngất đi? Vì anh chẳng giống ai cả. Nghe máy bay quần đảo, rồi pháo bầy bắn suốt nửa giờ. Em lo lắm, nhưng lại mong bộ đội mình dạt vào đây. Thế bây giờ còn mong gì nữa không? Không, em chỉ sợ anh bỏ em lại một mình thôi. Thank you.
anh đang nghĩ gì thế? Không, anh không nghĩ gì cả. Anh chỉ mong chiến tranh chóng kết thúc. Còn em, em đang nghĩ gì thế? Em vào ngủ đi. Khuya lắm rồi. Mai còn kiểm tra kho sớm kia mà. Anh Cường, dậy đi. Sáng rồi, anh vào hang ngủ đi. Em phải đi kiểm tra kho hàng đây. Quân mình đấy. Đến buổi sáng là đúng quân ta. Em nói cấm có sai. Thế à? Dù sao ta cũng là lính cũ. Em đi đây. Lát nữa em về hái măng rừng đúng thịt hộp cho anh ăn nhá. Cảm ơn tất cả những gì mà em đã dành cho anh. Tạm biệt em. Hẹn ngày toàn thắng. Chào thân ái và quyết thắng. Bao nhiêu người đã hát, bây giờ lại đến em. Để bao người hồi hộp, bây giờ lại đến anh. Tiếng em hát người ơi, người thương nhau mãi mãi. Tiếng em hát đò ơi, sông đưa đò gần lại. Tiếng em hát cây ơi, cây nhú thế mầm mới. Tiếng nồng say em gọi, náo nức tuổi trăng lên. Cái giọng thì của em, mà lời anh đây nhỉ. Giữ em chẳng được nào, hẹn nhau ngày thắng Mỹ.
chị tươi chết. Em chỉ buồn thôi, chứ em không sợ. Trước khi gặp anh, em cũng chẳng hề thấy cô độc như bây giờ. Về thấy anh đi rồi, em tuyệt vọng quá. Em đã đuổi theo anh. Em sợ chẳng bao giờ lại được nhìn thấy anh nữa. Đừng sợ. Anh đi đi, đi tìm đơn vị của anh đi. Biết thế nào được, rồi có ngày mình lại gặp nhau. Anh vào đến đây đâu phải là để ở lại với em. Mãi tới khi ngồi viết lại những dòng này, tôi cũng không biết được số phận em rồi đã ra sao. Chiến tranh mà, ý nghĩ đó không đủ an ủi tôi. Ông Cường ơi, thuốc lá của ông nè. Mẹ ơi, ông Cường bị xỉu. Quen nhau thế nào không? Sao anh hỏi kỳ vậy? Mình viết về mình, về cậu và những việc khác nữa mà bây giờ mình mới kể. Thế thôi. Cho lòng nó nguôi ngoai thanh thản ấy mà.
Khoan, đừng bắn. Đừng giết em. Em đang tìm đường về với các ông. Trước khi đi lính làm gì? Dạ, sinh viên y khoa Sài Gòn năm cuối. Tao cũng là sinh viên. Vậy hả? Có đúng với đầu cũng không? Dạ, tôi đúng. Mày tên gì? Hợp, Nguyễn Hợp. Em nói rồi, em không muốn cầm súng. Cảm ơn quý anh. Thưa, ông đừng đốt lửa. Thời gian này, thám báo hành quân cả ban đêm. Nó sẽ phát hiện ra chúng ta. Ta đi thôi. Qua đêm ở đây chắc không ổn đâu. Chân còn đau lắm không? Em còn đau quá. Cố gắng lên. Tìm được bộ đội, người ta sẽ chữa cho cậu. Ước muốn của em là trở thành bác sĩ, cứu chữa cho người nghèo. Má em cũng mong như vậy. Tốt. Chiến tranh chẳng còn bao lâu đâu. Mình tin như thế. Rồi cậu sẽ thực hiện được ước muốn của mình. 3 ngày sau, anh và tôi tìm được một đơn vị bộ đội giải phóng. Hòa bình được khoảng 7-8 năm.
vì những nỗi niềm riêng. Tôi đã muốn rời bỏ đất nước. Trước khi đi đến quyết định quan trọng ấy, một chiều muộn, tôi đã tìm đến Cường. Cậu nghĩ kỹ chưa? Dạ, em chẳng còn con đường nào khác. Thế thì tại sao hồi đó, lúc cậu bị bắt lính, bị ấn súng vào tay bắn lại đồng bào mình, cậu lại tìm được con đường về với dân, với cách mạng? Lại cắt đi. Dạ, lúc đó khác, bây giờ khác. Anh Cường, không phải ai làm cách mạng cũng như anh. Tất nhiên, năm ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài, huống chi đây là cả một cộng đồng. Em biết, nhưng em không chịu nổi cái thói hách dịch công thần của mấy ổng. Họ luôn coi những người như tụi em là kẻ thù, đã từng cầm súng chống lại mấy ổng. Thế thì cậu làm gì? Rời bỏ đất nước? Không phải như vậy đâu anh. Nếu vậy thì em đã không đến. Chào anh để ra đi. Em đến để chia sẻ với anh như ngày xưa ở Trường Sơn. Em muốn ra đi để làm một bác sĩ thật sự. Ở đây em bị cô lập quá, không có tương lai. Tương lai à? Tương lai của tôi, của cậu, của bao nhiêu anh em khác nữa, đã gắn chặt với dân tộc này, với đất nước này, chứ không phải sống bám vào lũ ngoại bang. Tương lai của cậu nằm chính trong con tim và khối óc của cậu đấy. Vậy anh nói đi, em phải làm sao bây giờ? Hãy ở lại, hãy làm việc hết sức mình, bỏ ngoài tai tất cả những điều bậy bạ của mấy thằng cha quan cách mạng đấy. Anh Cường, im lặng, phải biết im lặng. Cậu hãy làm việc hết mình và im lặng. Cậu hãy nghe mình. Đất nước đang cần những trí thức như cậu. Cậu hiểu không? Anh đừng nói nữa. Bệnh của anh nên tránh xúc động mạnh. Hết chiến tranh, sao anh không về quê? Có. Mình có về. Này, lại đây. Cho cháu này. 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 Này, cháu cầm lấy chia cho các em. Cháu xin. Cháu về giải ngũ hay về phép? Mẹ cháu mất thế nào hả cô? Thì tối hôm trước cô với mẹ cháu ngồi uống nước ở ngoài hiên. Chuyện trời chuyện đất, rốt cuộc cũng lại chuyện con Anh đi lấy chồng. Thế rồi đến sáng hôm sau, thằng Ẩm con ông Tí Ngọc sang mượn con dao. Thế là thấy mẹ cháu đã đi rồi. Thỉnh thoảng Oanh có về làng không hả cô? Nó có về luôn đấy. Mà cũng tội cho nó. Sau khi nhận được giấy báo tử của cháu, nó khóc mấy ngày liền.
nó vẫn sang chăm sóc chu đáo lắm. Thì chính mẹ cháu cũng khuyên nó nên đi lấy chồng, nhưng nó nào có chịu. Đến khi mẹ cháu mất, nó cũng lo đám đầy đủ đàng hoàng. Nó cũng để tang đến khi mãn tang nó mới đi đấy. Quà cháu mua định biếu mẹ cháu, cô giữ lấy mà dùng. Còn con búp bê và cái khăn này, nhờ cô, khi nào anh về, cô gửi cho anh giúp cháu. Thế cháu không ở nhà ư? Xa mãi xa, nỗi khát vọng mùa xuân, mắt xa mờ thương nhớ, ngày về ước mơ được gần bên em, mẹ giấu đi niềm đau một mình ở chiến công lừng vang còn đọng mãi trong tôi, những đồng đội năm xuân chiến tranh dài nỗi nhớ, Trường Sơn trong anh, trong tôi, trong cả mọi người. Trường Sơn ơi Trường Sơn, một góc nhỏ đời tôi, thương nhớ người dấu yêu, cùng tôi vượt ngàn gian khó. Mơ xưa ơi Trường Sơn, mãi mãi người còn đây, những kỷ niệm ngày ấy có lẽ nào lại quên. Tôi đã không kịp cứu Cường. Viên đạn năm nào của chiến tranh đã mang Cường đi quá đột ngột. Đúng vào ngày Cường mất, tôi đã được bà Liên kể cho nghe rất nhiều về anh, về những kỷ niệm giữa Cường và bà. Điều làm cho tôi sửng sốt là bà đã sinh cho anh một người con. Người con trai ấy đã 24 tuổi và hiện đang là học viên trường sĩ quan nghiệp quân. Tên cậu ấy là Trường Sơn. Tiếc rằng Cường đã không kịp biết điều này. Bởi vậy, tập bản thảo mà anh để lại, tôi đã không xin phép anh viết thêm vô đó đôi điều. Tôi cứ tự an ủi rằng thế nào anh cũng đồng ý. Ai dễ nào lãng quên những con đường Trường Sơn, ai dễ nào lãng quên những
Trường Sơn, ai dễ nào lắng nghe.